cả mọi người. Hôm nay không mời gặp mọi người và cùng với mọi người đi tham quan đường phố Sài Gòn. Thì ngay vị trí mà Công đang chạy xe đây là đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, hướng từ phía cầu Thị Nghè về cầu Thủ Thiêm để đi qua quận 2. Các bạn có thể thấy trên màn hình, chúng ta nhìn ra xa có thể thấy được khu dân cư Vincom với các tòa nhà thật cao. Ở ngay bên góc trái là các bạn đó, những tòa nhà cao nhất thuộc khu Vincom, một khu dân cư của tập đoàn Vingroup mà mới nổi mấy năm gần đây, là nơi hội tụ của những người có tiền và giàu có. Còn trên đường Ngô Tất Tố này thì mấy năm gần đây cũng cực kỳ nổi các bạn, rất là nhiều quán ăn ngon và các quán bán mang về trà sữa, rồi trái cây dĩa, sushi này nọ đó các bạn. Do ở đây có hai trường đại học và trường Tôn Đức Thắng và khoa toán tin của trường Đại học Mở, và có một trường tiểu học, cho nên ở đây buôn bán khá là ok. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không đi tham quan đường Ngô Tất Tố, Công chỉ giới thiệu sơ qua như vậy, mà chúng ta sẽ đi cầu Thủ Thiêm về hướng quận 2, chạy hết đường Nguyễn Cơ Thạch cho tới khu dân cư Sala. Ở đây Công đi ở dưới chân cầu Thủ Thiêm, tại vì cái phần chân cầu này là một chiều. Chúng ta đi dưới chân cầu này thì nó bắc ngang qua đường Nguyễn Hữu Cảnh, chúng ta chạy thẳng qua bên kia. Hiện tại Công đang chạy ngoài đường, lúc này là 5 giờ chiều nhưng mà mùa nắng cho nên nó khá là nóng, nhưng mà cũng khá là gió các bạn, chỉ có thể chạy từ từ tà lên trên cầu. Thì cầu Thủ Thiêm này khánh thành vào khoảng năm 2007, năm đó thì Công còn đi học. Thì năm đó ở bên phía quận 2 là không có bất kỳ một cái gì hết các bạn. Khi đó bên phường Thủ Thiêm bên quận 2 đang giải tỏa, mà họ giải tỏa trắng, cho nên không có nhà cửa, không có dân cư. Bên đó thời điểm đó chỉ có dự án cầu Thủ Thiêm bắc qua bên quận 2 thì chỉ có thể quẹo trái đi về hướng Trần Não thì có thể đi được, còn các hướng khác thì không thể đi được. Nhưng mà bây giờ thì bên đó nhiều khu dân cư, nhiều chung cư và thông đường cực kỳ nhiều. Chúng ta không cần phải đi ngang đường Trần Não nữa mà có thể đi thẳng ra đường Mai Chí Thọ, đường Lưu Định Của, khu đô thị Sala các thứ. Ở đây là khoảng giữa cầu, Công quay qua bên phải cho các bạn thấy. Ở xa xa kia là cầu Thủ Thiêm 2 đang xây dựng. Ở đây hơi chói ánh mặt trời, có thể là các bạn sẽ không thấy được ở phía xa. Khi mà cầu Thủ Thiêm 2 được khánh thành thì Công cũng sẽ làm một video. Thì cầu Thủ Thiêm 2 họ xây ở ngay công ty Ba Son cũ, và tiến độ khá là nhanh các bạn. Nếu Công nhớ không nhầm thì chỉ khoảng hơn một năm, nhưng mà cũng đã xong được 2/3. Thỉnh thoảng các báo họ cũng đăng về cầu Thủ Thiêm 2. Bây giờ chúng ta sẽ đổ cầu đi về hướng của quận 2. Như các bạn thấy, ở ngay chân cầu là có một dãy nhà khá là to đã gần hoàn thiện, và ở phía xa xa hơn là nhiều nhà cao tầng. Ở hướng đó chắc chắn là khu đô thị Sala hoặc là các tòa nhà ở ngay đường Mai Chí Thọ, trục đường nối quận 2, quận 9 vào hầm Thủ Thiêm để đi qua quận Nhất, chạy thẳng về miền Tây. Ngày xưa khoảng năm 2007-2008 khi mà cầu Thủ Thiêm mới khánh thành thì ở đây mọi người đến tham quan rất là đông, chủ yếu là do gió mát và có thể tụ tập ăn uống. Lúc đó ở chỗ này bán cá viên chiên, bán trà sữa, bán thức uống, mà trên những cái chiếc xe đạp hoặc là xe máy bán dạo cực kỳ nhiều các bạn. Mỗi tối họ mọi người đều đổ qua đây và ngồi tán dốc, ngắm trời ngắm sao, và những dịp năm mới thì coi pháo bông. Từ cầu Thủ Thiêm mà nhìn về phía quận Nhất, khi đó là địa điểm bắn pháo bông duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh, thì nhìn khá là đẹp. Và bây giờ thì mọi người đã có một điểm bắn pháo bông khác ở khu Vincom, và có thể nhìn từ nhiều quán cà phê ở phía quận 2 bên khu vực Trần Não hoặc là dọc dọc bờ sông, cho nên ở trên cầu này vào dịp năm mới cũng khá là vắng vẻ chứ không có còn đông nữa. Ở đoạn này bên tay phải họ có chặn không cho vào nè các bạn. Thường là những cái chỗ như thế này đó, bên tay trái cũng có này, là những cái khu dân cư hoặc là khu biệt thự mà đang xây dựng thì họ chưa có hoàn thiện, nhưng các công ty thì chắc là đã bán hết và chỉ đợi hoàn thiện và cho người vào, cho nên những người lưu thông ở trên đường như công hoặc là những anh chị em mà đi học, đi làm, đi mừng gì đó, đi về thì họ không có được vào những cái con đường nội bộ như thế này. Chúng ta tiếp tục chạy về hướng Mai Chí Thọ. Thì như lúc nãy Công đã nói, khi đổ xuống chân cầu thì ở đèn xanh đèn đỏ này chúng ta quẹo trái sẽ có thể hướng về phía Trần Não. Đây là chỗ đèn xanh đèn đỏ. Đèn xanh đèn đỏ thì bên khu này thời gian hơi dài, khoảng 1 phút tới 2 phút. Nhưng mà được cái là đường xá to, thoải mái, không có những cái cảnh kẹt xe ở bên quận Nhất. Theo Công thì bây giờ do dân số ở bên đây chưa đông và số lượng chung cư nhà cao tầng cũng chưa nhiều, cho nên chưa có xảy ra hiện tượng kẹt xe. Nhưng 10-20 năm nữa, khi mà mọi người đổ xô về đây thì cái chuyện kẹt xe của quận 2 cũng sẽ không khác gì quận Nhất bây giờ. Đó, như các bạn thấy tuy là 5 giờ chiều, đây là giờ tan tầm, nhưng mà số lượng xe cộ lưu thông ở đây cũng không quá đông. Nếu là 10 năm trước thì gần như là không có. Còn bây giờ khi mà đã được thông xe, nhất là từ khi mà thông xe đường Mai Chí Thọ, thì lượng lưu thông đã tăng lên khá là nhiều. Công dám chắc chỉ 1-2 năm nữa, cái đoạn đường mà Công đang quay, đang tương tác với mọi người đây, nó sẽ không có còn những cái cảnh như thế này nữa, mà hai bên đường sẽ mọc lên cực kỳ nhiều những tòa nhà. Nó giống như là khu Phú Mỹ Hưng quận 7 khoảng 15 năm trước đó các bạn. Khi đó là chỉ có một vài tòa nhà thôi, đường xá to, ít xe cộ, và cái cảnh đó chỉ được thấy trong vài năm thôi. Sau đó thì từng tòa nhà và dân chúng đổ về, các dự án mọc như nấm. Và bây giờ các bạn qua quận 7 vào khoảng giờ tan tầm như thế này, có những đoạn là họ đã kẹt xe chứ không có còn vắng vẻ nữa. Cái đoạn mà từ Lotte Mart mà đổ về Nhà Bè đó các bạn, Lotte Mart quận 7 đổ về Nhà Bè, thì đoạn đó bây giờ cực kỳ nhiều xe. Mặc dù trên dọc đường vẫn chưa có nhiều tòa nhà, nhưng mà số lượng lưu thông là cực kỳ đông. Đây, đất trống vẫn còn thênh thang, xây 1-2 tòa nhà, rồi cách ra một khoảng xa lại có 1-2 tòa nhà. Ở bên kia còn có một cái hồ nữa các bạn. Ở quận 2 thì hiện tại vẫn còn khá là nhiều những bãi đất to, hàng chục hectare, để chúng ta có thể thả diều hoặc là dắt con em ra ngoài đây cắm trại hoặc là ngắm hoa này nọ. Khá là nhiều nơi để check in hoặc là sống ảo. Nhưng chỉ vài năm nữa thôi, Công chắc chắn là chuyện đó. Ở đây nó thay đổi rất là nhiều. Như nãy giờ Công nói chuyện với các bạn mà Đèn chỉ mới chuyển xanh thôi. Đèn đỏ ở đây hơn 90 giây, cực kỳ dài. Đây là ngã tư của đường Nguyễn Cơ Thạch với đường Mai Chí Thọ. Cái chỗ mà chúng ta vừa dừng đèn đỏ, nếu chúng ta quẹo phải sẽ về thành Thủ Thiêm mà đi về hướng Quận Nhất. Còn quẹo trái chúng ta sẽ đi về hướng xa lộ Hà Nội, về quận 9 Thủ Đức, mà bây giờ chúng ta gọi chung là thành phố Thủ Đức. Thì qua bên đây đường của đường Mai Chí Thọ là một khu dân cư cực kỳ nổi tiếng của quận 2, là khu dân cư Sala. Ở khu dân cư này nó có nhiều cái điểm mà chụp hình rất là đẹp, khá là nhiều anh chị tới đây để chụp hình. Nó có một cái cây cầu đi bộ, nói chung là đẹp, thấy nhiều người check in ở đó. Ở đây do là khu dân cư cao cấp đó các bạn, cho nên rất là nhiều những cái cửa hàng, các shop, các quán cà phê, quán ăn mà nổi tiếng như phở 24 giờ, Gogi House, Trung Nguyên các kiểu. Họ mở quán ở mặt tiền ở đây. Công tính quẹo vào nhưng mà ở phía khu biệt thự ở trong nó không có cho vào. Đó, như Công đã nói là các cửa hàng mặt tiền đều các nhãn hiệu lớn. Và ở đây thì đầy đủ, các bạn có thể có đi siêu thị, đi mua sắm, hoặc là bất kỳ cái thức ăn, thức uống của nhãn hiệu nào mà có mặt ở trung tâm Sài Gòn thì ở đây đều có. Công thấy thì nó đầy đủ như thế thì rất là tiện. Nhưng mà thật ra mọi người có để ý đặc sản của Sài Gòn đó là những hàng quán mà mua ở dọc đường, như là bánh mì hay là phá lấu, những cái món mà làm nên cái sự ẩm thực đa dạng của đường phố Sài Gòn, của đường phố Việt Nam, thì ở những cái khu dân cư cao cấp như thế này thì không có, thì hơi tiếc. Dù là bất kỳ ai ở nhà sang hay nhà to gì đó có nhiều tiền như thế nào thì là người Việt Nam thì vẫn có thói quen ăn ở những hàng quán nổi tiếng mà dọc đường, nhưng mà ở đây không có. Thì đó là ý của Công nói là cái khu dân cư này vẫn còn có cái thiếu thốn chứ không phải là hoàn hảo. Không biết là mọi người có nghĩ như Công hay không. Thì tới đoạn này là đã hết khu dân cư Sala. Nếu mà chạy tiếp nữa sẽ tới Ủy ban nhân dân quận 2. Thì Công xin dừng video ở đây. Nếu mà mọi người có những ý kiến khác về những điều mà Công vừa nói thì mọi người có thể để bình luận ở phía dưới. Lần sau khi mà qua bên đây, Công sẽ quay những cái khu dân cư mới nổi ở quận 2, khá nhiều nơi để quay đó các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.